Bồ câu ra ràng, bà con ơi, bồ câu ra ràng thì bà con biết hết rồi, phải không? Lại gì nữa bà con ha? Nó ăn rất tốt, mềm, dễ ăn và nó tốt vô cùng cho sức khỏe. Nhưng mà không phải tốt là ai ăn cũng được. Những người và những bệnh thế này, nếu ta ăn bồ câu ra ràng vào thì ăn vào chúng bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó là những người có bệnh gan, viêm gan cấp tính, đầy bụng, khó tiêu, bệnh tim, huyết áp, tăng nội nhiệt, nắng trong người là vui lòng nhớ nhớ đừng ăn bồ câu ra ràng. Nó không tốt gì cho sức khỏe của mình cả nha bà con. Còn ngoài ra nó tốt cho sức khỏe vô cùng. Không ăn chung bồ câu với gan heo, thịt heo, nấm đầu khỉ, gây đầu bụng khó tiêu. 3 ngày ăn một con, không ăn da thì tốt. Bởi vì những loại này nó có là vitamin A, B, E, canxi, sắt, tế bào não, trí nhớ, tốt vô cùng bà con ơi. Bà con, kênh chúng tôi một ngày ra 4 video nói về bệnh gì, không nên ăn gì, ăn gì thì nó rất tốt. Bà con vui lòng đăng ký ủng hộ cho chúng tôi và video chúng tôi sớm đến như bà con. Và bà con vui lòng chia sẻ cho mọi người biết cùng nhau khỏe mạnh nha bà con. Bà con ơi, không nên là bà con, không nên ăn bồ câu ra ràng với những người có bệnh gan, viêm gan cấp tính, đầy bụng, khó tiêu, bệnh tim, huyết áp cao, tăng nội nhiệt, nóng trong người là vui lòng đừng ăn nha bà con. Còn ngoài ra nó tốt cho sức khỏe là bồ câu ta không ăn chung với gan heo, tốt là tốt. Nhưng mà bồ câu ra ràng này này không nên ăn chung với thịt heo, gan heo, nấm đầu khỉ. Rồi nó gây đầu bụng khó tiêu. 3 ngày ăn một con, nhưng mà ta ăn 3 ngày mới một con. Chứ không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Mà không ăn da nha thì nó có tốt. Bởi vì không ăn là bởi vì những cái loại này nó có vitamin A, B, E, canxi, sắt, tế bào não, trí nhớ. Cho nên chúng ta 3 ngày ăn một con và không ăn nhiều nó nguy hại cho sức khỏe nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe. Nhớ đăng ký video lên sớm, chia sẻ cho bà con biết cùng nhau mạnh khỏe. Xin chào.